dấu ngày hôm nay là ngày chủ nhật 23 tháng 2 2020, tại mấy mùa này đón hai đứa chúng ta mà thôi. Đời tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát trong đồ cánh yêu tiền lại. Mừng Kim Khánh 50 năm hồng ân giáo xứ Lập Hòa. Làm thơ tình ai, làm thơ tình ai, kết hình lâu đài, gồm có chức năng NFC, Bluetooth, đèn, USB, cạc SD, kéo vali, USB cắm điện, FM, karaoke, the G. Thành vương miền sang, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn. Hoàng hậu về, cao sang quyền quý, nhặt nụ cười quân vương vẫy. Vào đời mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta bà thù. Lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, chắc đôi cánh nhung thiên thần. Tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết làm hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Alo, 1, 2, 4. Lễ hẹn đầu chưa đi vào tôi, chúng ta mà thôi. Alo, 1, 2, 3, 4.